Ngày 19 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã đến kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại lô AB khoảnh 15 tiểu khu 144B Lâm Phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý trên địa phận phường 8 thành phố Đà Lạt. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng vụ phá rừng có thể do các băng nhóm chuyên nghiệp gây ra. Vì vậy, các lực lượng chức năng của tỉnh, công an tỉnh cần khẩn trương lập chuyên án khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Ông Trần Văn Hiệp nhấn mạnh quan điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng là điều tra làm rõ, xử lý nghiêm để lấy đó làm bài học răn đe, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho kiểm lâm làm công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp điều tra, xác minh, xử lý vụ việc, tổ chức trồng lại rừng, không để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng diện tích rừng bị phá, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh trước đó, tại khu vực rừng tiểu khu 144B thuộc địa phận phường 8 thành phố Đà Lạt đã bị các đối tượng cưa trắng hàng trăm cây thông ba lá. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 318 cây thông ba lá bị cưa hạ với trữ lượng gỗ gây thiệt hại 92,5 mét khối. Tại hiện trường vẫn còn nhiều cây thông chưa được kiểm đếm xong. Ngoài ra, tại đây còn nhiều cây thông ba lá khác bị ken gốc, lá chuyển sang màu đỏ, không thể khôi phục được.